ứng với nghệ sĩ Vương Hoài Phong. Mình muốn xin Thích Ca Mâu Ni Phật, người Phật trân trọng và lời nhất lời chúc sức khỏe, lời chào đến quý sư, quý thầy, quý tăng ni, quý bà con Phật tử, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và tiếp theo của người Phật gửi đến cho quý vị với bài phòng cổ được mang tên Tâm Sự Sĩ Đạt Tăng Sáng Tác của sư phụ Vương Hội Hồng Thích Nghiêm Minh. Yeah.
rồi. Thank you.
cảm ơn sự góp tay của tất cả quý Phật tử rất nhiều. Chúng con xin cảm ơn Thầy. Xin cảm ơn anh.